là một đôi loa cực kỳ hiếm và rất là khủng, dòng Pro chuyên nghiệp của Tăng Noi, model là CBA15. Sở dĩ nói đây là dòng Pro chuyên nghiệp tại vì nó là dòng chuyên phục vụ các cái phòng thu hoặc là các cái phòng nghe cỡ lớn để chúng ta có thể là hát hò luôn. Model là CBA15, công suất của nó dao động từ 200 đến 300W, rất là khủng, trợ kháng 8 ohm và độ nhạy lên đến 97 dB. Đôi loa này thì nó thiết kế cho mình rất là độc đáo là mỗi loa nó có hai con tem để khi mà chúng ta có thể để hướng này hoặc hướng kia đều được. Thì rất là nhiều cái về bị mất tem chỉ có một con, nhưng mà cái này là đủ hai con tem nha. Bát đồng trục 40 cm, sản xuất tại England. Cặp loa rất là to và nặng, và đây được xem là đối thủ đáng gờm của dòng 601 Series 3. Nói là đối thủ thì nó hơi ấy, nó hạ thấp cái thằng Tannoy quá, tại vì Tannoy này nó bỏ xa bên Bo 601 Series 3 và bỏ rất là xa luôn nha. Với cái chiều cao là 72, chiều ngang là 49 và chiều sâu là 38. Mỗi loa như vậy thì nó nặng khoảng là hơn 30 kg. Hãng thì nó không có ghi nặng bao nhiêu, nhưng mà mình nâng thì mình thấy rất là nặng. Nó thiết kế rất là hầm hố. Ở cái những cái phần ở bên hông bên trên rồi đều là gỗ. Nhưng mà những cái đường chạy này, những cái đường chỉ này này thì bằng kim loại nha, bằng gang cái gì ạ. Rất là chắc. Mỗi loa nó sẽ có 4 lỗ thông hơi. Cái bát này là bát đồng trục và nó sở hữu cho mình một cái lưới sắt bảo vệ rất là, nhìn nó rất là mạnh, nó rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Nó giống như cái kiểu như những cái sườn của những cái dòng loa luôn á. Các bạn thấy nó không phải là những cái thanh sắt nhỏ mà nó rất là dày này. Đó. Mình giống như mình nghĩ giống như là lấy sườn, lấy cái những cái sắt thép để làm sườn loa để nó làm nên cái e căng này, chứ không phải là những cái lưới mảnh mai của những cái dòng như là RBL Control nữa nha, rất là dày. Là dĩ nhiên nếu các bạn không muốn dùng cái lưới này, chúng ta vặn bốn con ốc ra, bỏ cái lưới ra, chúng ta siết lại cái bát thôi cũng được. Nhìn vào cái lưới này chúng ta vẫn thấy được cái màng loa đó, nhưng mà nó lại có tác dụng bảo vệ triệt để khỏi những trẻ em hoặc là những ai mà tò mò lấy ngón tay thọc vào nó cũng không tới đó. Bên trong là cái miệng phễu đồng trục giữa cái loa mid và cái loa track, rất là đẹp. Gân này là gân cao su nên đánh tiếng rất là mềm luôn nha. Loa được lắp ráp tại England. Các bạn cần thì vào trên Zalo mình gửi hình cho coi bên trong nha. Cái video hôm nay thì mình chỉ quay như vậy và test nhạc thôi. CBA 15, 15 ở đây là 15 cm, xin lỗi, 15 inch là 40 cm, loa woofer đó. Cái cầu loa, cái chỗ gắn cho loa nó là nó sẽ gắn cái đường, đường này gọi là đường speaker, speaker nha, hoặc là new trick. Chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ, các bạn mua mà không có cái đầu này với cái dây, mình tặng luôn cái đầu với cái dây sẵn là mỗi bên 3 mét này, rất là đẹp. Cái dòng chữ Made in Great Britain này nó viết nó khác ở đây đó. Great Britain là nước Anh vĩ đại á, nước Anh lớn lao á đó. Hai bên đều có nha. Giá là 46 triệu. Nếu mà đem đi sao bì với 601 Series 3 về mức giá thì cặp này nó vẫn rẻ hơn, vẫn rẻ hơn. 601 Series 3 bây giờ khoảng 48-50 triệu màu vàng, thì đây là cặp này nó vẫn rẻ hơn, nhưng mà chất âm thì nó vượt xa rồi. Bây giờ mình sẽ test một bài nhạc cho các bạn nghe, còn để rảnh rảnh thì mình lôi ra mình karaoke luôn. Kích thước mình cũng nói rồi, thông số mình nói đầy đủ hết rồi nha. Còn hình bên trong thì các bạn có thể vào Zalo để mình gửi thêm cho, để mình coi mình có chụp sẵn ra không thì bấm luôn cho các bạn coi. Bên mình có cung cấp USB chép sẵn nhạc chất lượng cao, loại 128 GB sẽ là 800 ngàn.
còn loại 1.000G là ổ SSD 2.500.000 nha. Đây cái loại bán này các bạn. Đó, cái sườn rất là khủng. Đó, hai cổ 500, một cổ ngoài là cho loa đồng trục, cổ ở trong là cho loa bát, cổ to là cho loa bát. Cái sườn đốt này. Đó, các bạn thấy cái sườn nó đều có cái một cái tem giấy dán quanh để ký tên cái các cái công đoạn, các cái kỹ sư thiết kế kiểm tra. Đây, cái phần tầng nó rất là khủng luôn nha. Đó. Còn ở bên này nữa mà do mình chụp nó hơi bị thiếu. Đây, bên này này. Đó. Phần tầng nó cũng có ghi là CBA 15 này đó nha. Thôi, bây giờ mình sẽ test nhạc các bạn nghe. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhắc đến từ kênh Nguyên Hùng Audio. Đây là cái nhện loa này, nó cũng còn rất là đẹp. Không có bị móc hay là bị hở gì nha, nguyên riêng, bao các bạn nguyên riêng. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, anh và Mai ngủ bên chờ giấc 30 mộng ảo, ngày thơ vẫn đẹp vô cùng. Nếu xuân nay mỗi em còn thơ, tình yêu nào chợt về đêm xuân, ta gặp nhau vài lần. Nhìn em bay qua đầu ngõ thì xuân nở ngập trong lòng, thương anh vào những ngày lập đơn. Quê hương trong thời đau xanh như màu cỏ, dù bao lứa hạ đông buồn, mong xuân này em vẫn còn xuân. Đổi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chim chiến.
xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm xinh. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn. Now